Đây là hội diều sáo tiên phong, phường tiên phong của mình nhá. Đang tiến hành nắp khóa côn cổ trời anh em ạ. Diều nghệ nhân Trần Thái Ngọc. Ngọc, Ngọc cổ trời anh em. Bỏ lời ai? Anh Ngọc giới thiệu về con sáo lòe đi cho anh em biết. Con này chân trăm tư em ạ. Chân trăm tư anh em ạ. Trăm tư ra 215 anh em. Viện đứng gần cho anh em xem quả côn cổ trời. Đây sang bên này thì có con diều của họ không biết tên thành. Con này quá quen thuộc, con nọ thả nghệ nhân không phải con này, con chữ hát bán rồi anh em ạ. Thì đang làm nghệ nhân ngã lên phải bán luôn à. Quả đơn này nhìn nắp con này 5m nhưng mà vai si anh em nhá, nên rất ngon hiền bao nhẹ luôn. Đây diều nghệ nhân này, sáo diều Nguyễn Thành kết nối đam mê 20H1 anh em. Bên này là đang hội diều sáo Lạng Giang đang tiến hành nắp diều anh em. Đấy, nó gọi đôi hoàng tải diều anh em. Tải với đơn tải diều. Hoàng hàng đẹp rồi. Mình ra review lốt cho anh em xem hai bộ sáo ở hai nghệ nhân tuổi trẻ tài cao. Đây là diều của trận của em à? À diều đội em à? Đội em có mấy người? Đây à? 7 người à? Ờ thế diều của em này, con này giới thiệu cho anh em biết con này mấy mét nhỉ? Con này à? Ừ. 3 mét. 3 mét. Chính Mỹ, cộng bộ này bộ gì đây? Cưa đây bao nhiêu? Cưa nhiều ngọn đấy nhỉ? Rơi khoảng tầm mà cưa rất đẹp anh em ạ. Mười bảy chứ. Ừ. 17. Ừ. Chào tất cả anh em đi. À. Nhà bao việc anh em ạ. À. Áo nhà bao việc. Rất nhất luôn anh em ạ. À. Bộ này chuông à? Vâng em, chuông à? Bộ này chuông phải không? Chuông đấy. Chuông xương cá vải thường anh em nhé. Hai mét. Tranh đồng quê. Đấy, được ăn giải nhì rồi anh em, đã có giải rồi. Cộng 3 anh em ạ. À. Đấy, hai con được giải đây. Nhân vật xương cá được giải này. Ừ. Đây con cú anh em ạ. Ban man anh em, xanh vàng. Châu anh em. Châu rất đẹp. Càng đét anh em ạ. Đây. Bộ này là bộ gì đấy anh nhỉ? Chuông. Chuông anh em ạ. Rất nhiều cha mẹ đây là điều của anh nhìn rất đẹp. Cái ai là review anh em ra đi xem quả siêu phẩm dán bằng giấy nha mọi người. Ôi nhìn đẹp nét căng luôn đấy.
vải hơi nhăn tí thôi. À. Tôi có nói giấy. Nhăn không được này. Đấy nhăn như bạn đẳng cấp anh ạ. Phẳng thì nó lại là đơn giản hả? Phẳng nó không căng được. Đây. Em nhìn vào đây nó là giấy vải thì thôi là sai. Em bảo giấy quyền. Đấy. Đấy. Đây à, tình đây cho anh em xem quả dán giấy ưng luôn đấy. Đấy này là giấy xi măng anh nhỉ? Giấy xi măng anh em ơi. Bao xi măng. Giấy bao xi măng ở trong. Đây là mất hơi nhiều bao xi măng mới được cạnh con diều anh em ạ. Vâng, xin mời các đại diện của các câu lạc bộ chúng ta sẽ bảo anh em của mình di chuyển vào phía trong khán phòng hội trường. Và những giờ nào chúng ta lắp dở thì chúng ta sẽ cử dây ameang cho anh em. Còn lại một dây anh em bao về quần này giá về tầm hơn chục triệu anh em. Chúng ta nhanh chóng di chuyển vào phía trong hội trường. Chúng tôi đã bố trí quạt và những hàng ghế danh dự để trân trọng kính mời tất cả anh em. Vậy là xin kính mời các anh em chúng ta nhanh chóng di chuyển vào phía trong ạ. Con diều này của anh Trường Tháo Diều anh em. Mới nét. Tỏ phết này. Ừ, khoảng tầm hơn 5 mét. Bây giờ em là tiến gần xem là cái máy ở kia cho anh em xem. Chúng ta vào phía trong hội trường kia. Mời tất cả các đại diện các câu lạc bộ chúng ta bảo anh em của mình di chuyển vào phía trong hội trường để chương trình khai mạc. Có tem logo thì tưởng tem bổ sung vải đen ta thì chất chi là chất rồi. Bát mạ vàng áo nhìn luôn luôn nét căng tất cả toàn thể đại biểu khách quý và toàn thể các anh chị ạ, chúng ta nhanh chóng ổn định vị trí của mình ạ. Mọi người chúng tôi xin nhờ các anh chúng ta một chút nữa sẽ tiếp tục chụp ảnh. Và bây giờ để chương trình chúng tôi sẽ khai mạc. Anh em đã xin mời tất cả anh em ạ. Như anh chúng ta đang hiện diện ở phía ngoài, chúng ta nhanh chóng di chuyển vào phía trong hội trường, ổn định vị trí của mình tại những hàng ghế danh dự. Con này mấy mét? Trong này 3m5 hoa phượng anh nhỉ? Phải díp đàng hoàng ấy nhỉ? Hoa phượng trên, hoa phượng dưới. Không là người đây hay là ở đâu? Nương Tài, Băng Ninh. À đây rồi. Bé này nhưng đã đam mê 3m5 rồi. Con này mình chơi kéo nhất người. Các cháu bé chơi này chắc phải hai cháu cầm dây nhỉ? Đấy, hai người cầm dây nhỉ? Con này có vào đăng ký giải không? Chắc có đâu. Con này sẵn nhiều là dễ. Thằng trường cháu diều kia nó cứu hai bên gạch kia. Na nó cứu hai bên gạch đi. Anh em nào kết vẫn lên đường nhỉ? Này mấy đồng nhỉ? 3 căng quá. Bà này thừa cũng đang thừa cung. Lắp cắt 2 phân. Anh vẫn cắt đi 2 phân. Căng được nhưng mà trời lắng này nó căng dữ dằn. Không được mà nhìn cái căng này mày đo nào biết. Anh căng nhỉ. Cái này 2 đồng lên được không? Đây là thừa nhiều quá. Hàng lên đường nhỉ? Cái này không buồn. Cái đấy không cần bát đũa chưa kịp. Đây đấy mà hoàn ra này xem mình nhận được. À này không cần buộc. Chỉ cần nhỏ keo loại này là không buồn. Đây. Trong một lớp chỉ. Nước. Không quấn cái gì luôn. Không cần quấn. Đeo kiếp thì nó buồn lắm. Là hiện đại đây. Đeo sơ xịn thì gọi là. Đây pháo này. Pháo này bảo. Đây review pháo cho anh em xem. Đấy, quả pháo. Bố hơi nhiều rồi. Nhưng mà hàng đấy uy tín rồi nhỉ. Nó phải chỉ xương cá.
đấy, làm đuôi căng ấy, nghệ nhân làm đừng đùa, bé nhưng mà hay thế, căng ấy, đuôi căng ấy. Cần tiếp sau cho lên kênh YouTube để tìm kiếm rất nét luôn, vào khít kinh khít luôn. Ôi cái này ấy rồi, bắn dây rồi. Thường cái xì mà lố hết nha. Anh em nó kết 2 đồng lên đường nhỉ. Đâu với bao thành tích huy hoàng, chân tháp bơi chân bọc hoang, bằng tim đột với chân la mang.